Cà rốt ăn đồ ăn theo emoji. Cà rốt ăn kẹo mút dưa hấu độc là. Cà tím ơi, cho tớ ăn với. Không cho, cho tí thiết lệ. Cà tím đã không cho tớ kẹo mút thì tớ sẽ ăn kẹo mút theo hình emoji nha. Kẹo mút đầu tiên chính là dưa hấu. Ôi trời, kẹo mút hình dưa hấu thật này. Ui, vị dưa hấu nữa, ngon. Emoji tiếp theo sẽ là xúc xích lạc xương. Kẹo mút hình thứ ba sẽ là Coca. Đây là giống như chai Coca Hàn Quốc thật ấy, mà lại còn đúng vị Coca nữa chứ, nên thử nha. Kẹo mút cuối cùng sẽ là hình cá mập. Hình cá mập thật này không giống hình cá mập thật gì cả. À, nhưng mà ngon, có mùi Việt Quốc đó cậu ạ. Ai cho ăn thịt đây? Cà rốt ăn kẹo mút hình con vật. Ôi, nhìn kìa. Tớ muốn mua bóng lắm nhưng mà tớ lại không có tiền. Chính vì vậy tớ sẽ về nhà ăn kẹo theo hình emoji chú lợn kia nha. Chú lợn. Ui, các cậu ơi, là chú lợn hồng giống hết ở ngoài kìa. Tất cả đây là chú lợn Peppa Pig. Ui, mới đâu là vị sữa nhưng mà sau xong là vị sữa. Nha, mười điểm. Wow, là hình chú vịt. Ui, các cậu ơi, kẹo vịt này. Là vị dứa. Cà rốt ăn kẹo mút hình độc lạ. Chuột ơi, lên đây chơi với tớ đi. Cậu bảo cậu không biết chơi với tớ á? Bạn chuột đã không chơi với tớ, vì vậy tớ sẽ ăn kẹo hình bạn chuột nha. Wow, hình chú chuột Jerry. Ui, các cậu ơi, nhìn này, là hình bạn chuột thật. Ui, các cậu ơi, đây là kẹo dẻo không? Nhưng mà toàn đường quá các cậu ạ. Vị thì giống vị caramel. Chiếc kẹo tiếp theo sẽ là kẹo hàm răng. Kẹo mút này hơi kỳ lạ các cậu ạ. Thử ăn nha. Út, vị quả mâm xôi. Kẹo mút cuối cùng sẽ là wow, là chú voi Dumbo. Là giống chú voi Dumbo phát đi mất. Kẹo ơi, tớ đến đây. Vị khoai môn. Đây là kẹo nhưng mà hơi có một chút thạch các cậu ạ. Cà rốt. Học không học lại ăn cái gì thế kia. Cà rốt ăn mì Hàn Quốc theo emoji. Nhân chuyến đi Hàn Quốc lần này, tớ sẽ ăn mì theo emoji nha. Emoji đầu tiên sẽ là một quả ớt. Tớ sẽ ăn mì cay đây. Ngon hay mất. Còn emoji tiếp theo sẽ là tương đen á. Wow, hóa ra tương đen là mì tương đen các bạn. Bao gồm những chả cá nè, mì tương đen, dưa chuột, một nửa quả trứng. Còn emoji cuối cùng sẽ là viên đá. Thì ra cục đá có nghĩa là mì lạnh các cậu ạ. Có quả đá, thịt bò, quả trứng, sau đó là cả củ cải vàng nữa. Vậy là tớ đã ăn hết 3 món mì truyền thống của Hàn Quốc rồi. Còn các cậu, nếu muốn tớ ăn đồ ăn theo emoji của đất nước nào, hãy comment bên dưới cho tớ biết nha. Cà rốt ăn bình chi linh lốc xoáy. Chắc là khảo chung của xiên trai của dọc bình chi linh của hết khoa bình chi linh. Wow, một con heo. Cà ra hoa trong vòng cây, mùi thơm của bình chi linh. Bạn rất xinh, đa màu sắc, không thèm ăn miệng nào. Ông nâu nâu, tớ phải ăn, kèm theo vị bát cha. Ngon quá đi, tôm nhiều ghê, cầu vồng ăn ngon ngay. Người đi ạ. Wow, là phô mai. Bình chi linh, nuôi phô mai, kèm ông quê ngon ngon. Thêm xúc xích, ăn lạ lắm, phô mai thêm ngậy ngậy. Ông quê thơm, nhai giòn ghê, ăn thêm nữa vẫn ngon. Li bê li, li li li, mười điểm cho kèm được phô mai. Ý ngôn gì cuối cùng sẽ là ui, các cậu ơi, nó khoái thật này. Các cậu có biết cơn lốc của lúc đấy là gì không? Chính là cơn lốc sắc hoa lên kênh liên nha liên nhật của các cậu đấy. Còn ai mà chúng ta kênh thì đăng ký kênh này nha. Cà rốt ăn kẹo theo emoji Noel. Các cậu ơi,
你别笑。安迪怎么把宝贝们给了 emoji？ 对啊，都在呀。都在我打对。好嘞，来了瓜果干喽。哥哥哦，都比了。bên trong này không hề có kẹo mút ông bà Noel gì nha. Nhưng mà không sao, kẹo này ngon. Tiếp đi, ngày mai được ăn. Con cuối cùng sẽ là emoji.Cà rốt ăn đồ cầu vồng theo emoji. Các cậu ơi, các cậu xinh đấy, các cậu chơi với. Không, cậu. Các cậu thật là quá đáng. Các cậu ơi, cà rốt tớ sẽ ăn tất cả các đồ ăn theo đồ cầu vồng nhé. Yeah. Emoji cầu vồng đầu tiên chính là, ui, là bánh xinh quá. Wow. Ui, phô mai ngon ngon ngọt ngọt. Và emoji tiếp theo chính là, wow, là cốc nước cầu vồng. Wow. Ui.Có bị kem chi béo béo và một chút cuốn của Giáng sinh ngon. Yes. Emoji cầu vồng cuối cùng sẽ là. Wow, các cậu ơi, thì ra là bánh ngọt cầu vồng. Bánh ngọt cầu vồng có đủ bánh cầu vồng luôn. Nằm 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 nằm. Lớp kem béo béo mọi người. Các cậu bắt đầu cầu vồng. Các cậu ơi, là một tấm lân cầu vồng. Hãy giải cứu cả lớp tớ bằng cách like, subscribe cho kênh. Cà rốt ăn kẹo dẻo Giáng sinh. Cà rốt, Noel đến rồi, hát cho mẹ nghe một bài xem nào. Vâng ạ. Kẹo Giáng sinh đây rồi, thật nhiều món ngon tuyệt vời. Mùa Giáng sinh ngập tràn, tuyết bay khắp mọi nơi. Kẹo dẻo cây thông ngon tuyệt, nhiều tặng ta ăn đã nhiều. Tuần lộc Giáng sinh thật xinh quá đi. Ăn nó sẽ có vị gì ngon. Jingle bell, jingle bell, ta hãy cùng ăn nha. Kẹo trong tay nó càng ăn ngay, nó tuyết sao sao ngọt ngào.Cà rốt, hộp kẹo mẹ để trong tủ lạnh để nuôi ăn đâu rồi? Ơ, con vừa hát, hết là rồi ạ. Các cháu đừng ăn nhiều kẹo giống cà rốt, kẹo bị sâu răng đấy nhá. Đúng rồi, nếu mà các cháu tớ thì hãy subscribe cho kênh Liên Ca Liên Kẹo nha. Cà rốt uống trà sữa theo emoji.Cà tím đã không cho tớ uống trà sữa cùng. Chính vì vậy, ngày hôm nay, cà rốt tớ sẽ uống tất cả các loại trà sữa độc lạ theo hình emoji nha. Emoji đầu tiên chính là... Hả? Trà sữa unicorn à? Wow, một chiếc bình thật là xinh. Cả trà sữa châu châu này. Ngon. Và emoji tiếp theo chính là... Hả? Mira. Thì ra là trà sữa Mira Men. Wow, các cậu ơi, hình như Mira Men này.Là thành bút tinh trứng đấy, rất là ngon. Nice. Emoji cuối cùng chính là hình con thỏ. Ui, ui các cậu ơi, là con thỏ thật đấy. Trà sữa hình con thỏ thì phải ăn thành con thỏ đầu tiên. Thành hưởng, ngon ngon. Trà sữa con thỏ ngon quá đi mất. Ôi trời ơi. Các cậu ơi, cà rốt tớ lại bị biến thành thỏ mất rồi. Nếu mà thương tớ thì hãy subscribe cho kênh.